của chúng ta này. Xe của chúng mày à? Đúng rồi, xe của nó rồi. Ơ, cái kia là điều của chúng ta mà. Thế chắc bọn nó đánh dưới này rồi. Thôi xuống, xuống. À, thằng này mày làm gì dưới kia hả? Anh luôn. Mày chạy đi đâu á? Đúng rồi. Mày bảo mày đi làm nương cơ mà. Mày láo mày thật đấy. Chúng mày làm gì đây hả? Đằng nào bây giờ tao cũng sắp đẻ rồi, tao đi bên đến đẻ. Tao khác mà mày nơi con. Tao không nơi được bố mẹ mà tao nuôi cho. Ôi. Bỏ ra. Miếng đất và cái nhà này là của bố mẹ tao cho tao. Mày cút về. Bố mẹ mày đi. Cho mình đi xem ruộng đi. Hình như là bọn trẻ con đã thả trâu ở bên kia ấy. Không đi xem lát nữa cho ăn hết lúa nhà mình thì chết. Thôi vợ đi một mình cũng được mà. Chồng còn đang sửa cái máy này, sửa máy không được. Mấy đứa đợt lúa không biết lấy cái gì mà đợt nữa. Thế thì chồng ở nhà nhớ để ý lợn gà nhá. Dạo này vợ thấy ở làng mình có nhiều trộm cắp lắm ấy. Ừ, chồng biết rồi. Alo, mày đang ở đâu đấy? Sang nhà tao làm tí đi. Không được đâu, tao đang ở nhà với vợ tao đây này. Thì mày không biết nói với vợ mày là sang nhà tao có tí việc à? Thế có ai về đây? Thì còn ai nữa, tao với mày với thằng Hải. Hải buôn chó đấy á? Ừ, ra luôn nhá. Thế có gì để tao xem đó. Còn xem cái gì nữa, ra luôn nhá, tao cho mày 2 phút. Thế nhá, nhanh nhá. Ừ, thế có gì tao gọi nhá. Ừ. Alo. Làm tí không? Làm cái gì? Làm cái gì nữa, cái mà anh em mình hay làm đấy. Có tiền không mà gã đấy. Tao có 12 triệu thôi, mày có lấy được không? À, được đấy nhở, thế ai về đây? Mày cứ ra đi, khác có người mà. Phải có đồng hùng tao mới chơi ấy. Tao vừa gọi nó xong rồi, mày không phải lo ra luôn nhá. Ừ. Thế nhá. Đến ra, rồi đấy. Hải đâu? Hải nó đang ra. Đâu bà chưa? Đấy, mày mới, tao vừa đi mua về đấy. Hải đâu thế nhở? Điện chưa sao? Trần Đông sắp đến rồi, tao vừa điện nó xong mà. Mà dạo này mày buôn bán thế nào? Tao thấy dịch dã nhiều này chắc chó mày chết con nào đây. Ui, chán lắm mày ạ. Mấy hôm nay dịch chết nhiều. Sáng nay đi bán cả buổi sáng được có mới một con. Nhưng mà anh yên tâm cứ chơi tẹt bô đây. Đủ. Dịch thế này buôn bán ít thôi. Không hôm nào chết cả đàn thì cần vỡ mồm ra. Vay tiền ngân hàng vì trả nợ chết. Anh cứ phải lo. Mà tiền mày thế nào mang ra xem nào. Không lần nào cầm 100-200 thì theo đòi ra đây ăn không của anh em. Chán lắm, tao không muốn chơi đâu. Đúng rồi đấy, mang ra đi cho anh em xem nào. Bây giờ trưng tiền đi đây. Tao mày cũng trưng đi. Đây, của tao đây rồi. Đây, tiền tao không về. Bây giờ tiền đi trưng. Anh em thì anh em phải trưng tiền. Mẹ đã ngồi lên chơi với nhau này phải trưng tiền. Đâu? Mình buồn cười là cứ lo tôi không có tiền. Cứ trưng ra chơi cho nó sướng. Đây được chưa? Anh em với nhau còn phải trưng tiền. Thế tiền còn được. Thế còn được. Này. Đây. Ai tôi ao nhá. Tao bảo rồi, lần sau mang đi chơi chơi nhiều tí. Mẹ nhượng người cần mang có một tí để chơi cái đất gì. Lần sau nhá. Chó thì nhiều. Lần sau tao cho chúng mày biết. Mày cứ im im này nào, chó mày chết hết rồi. Mày vỡ mồm. Nói nhiều đây. Về nhá. Tao về đây. Em đi lấy quỷ về em. Mà anh đi đâu về? Vừa vào nhà em chơi tí mà. Có cờ bạc gì không ấy? Cờ bạc gì? Tiền đâu mà suốt ngày cờ bạc hả em? Rồi, anh đi về đây. Anh về đây. Ừ.
mày vừa làm gì xong ấy? Làm gì ấy, làm gì? Mấy thằng nó ra đây ngồi uống nước nói chuyện chơi ấy mà, có cái gì đâu. Thôi, đừng có mà nói phét. Chúng mày gặp nhau mà còn có chuyện ngồi uống nước á? Chỉ có cờ bạc thôi. Tao mà bắt được thì chết với tao. Đã bảo không chơi rồi nói nhiều thế nhỉ? Nó bật cái mồm đi, đi hết cả tai. Tao mà không nói á, mày sắp thành người rồi. Đã không kiếm được tiền thì thôi, lại còn suốt ngày cờ bạc. Có ngày á, bán cái nhà này đi còn không đủ trả nợ. Sao về sớm thế? Thua hết tiền rồi à? Đi nào. Cái thằng Hùng này từ xưa nay đi đánh bạc đã bao giờ biết thua thì toàn ngược thế. Thôi đưa tiền ra tao kiểm tra tao mới biết. Đây, không tin. Người ta biết. Đây này. Sẵn cầm đi có 200 bây giờ cầm về một đống này. Ôi sao nhiều thế? 500 này chả nhiều à? Thế có mấy thằng chơi? Thì có chồng với lại thằng Thành với thằng Hải buôn chó nữa. Thằng Hải buôn chó thì thua hết rồi. Cầm về có một ít thì thua 15 phút thì thua hết sạch. Thằng đấy lần nào cũng thua mà nó không biết sợ nhỉ? Ừ, rồi nó nghiện rồi thì kệ mẹ nên mình cứ lấy tiền về là sướng rồi. Thôi, chơi nó lần này thôi nhá, chơi cái này là không tốt đâu. Thì có phải lần nào chồng cũng đi đâu, lâu lâu mới xin vợ đi mà. Tao thấy dạo này mày đi hơi bị nhiều ấy. Nhiều cái gì? Đâu có phải lâu lâu. Thì xin vợ không cho đi thì chồng cũng có đi đâu. Này thôi, tránh ngồi đi, tao đi vào trong nhà nấu cơm. Này, cho vợ 300, chồng lấy 200 lãi ra. Thôi, đưa tay tao cầm hết, khi nào cần thì xin tao ra cho. Thôi, vừa phải thôi, đi đám cưới ngay trong làng thôi mà cần gì phải làm đẹp thế. Tí thằng nào lại để ý thì ta mệt người ra. Trời ơi, lâu lâu mới có đám cưới một lần, người ta làm đẹp một tí cũng kêu. Trong cái làng này ai chả biết là em có chồng rồi, cho không người ta còn chả thèm. Thôi, mày cho không tao thì tao không thèm, nhưng mày thì đi cho không thằng khác xem nó có thèm không. Lần sau đi ra ngoài không được nói câu đấy đâu nhá. Đi đám cưới thì đi đi, không thì người ta ăn hết cố bây giờ. Em có bị điên đâu mà đi ra ngoài đường nói như thế. Thôi anh ở nhà nhá, em đi đám cưới đây. Ở nhà thì đừng có mà rủ nhau tụ tập cờ bạc nhá. Biết rồi. Cái gì đấy? Tiền đâu? Không có. Không ai thấy mày có đây, đứng dậy. Đã bảo không có rồi. Đây không phải tiền thì là cái gì? Định lừa tao để đi đánh bạc à? Thì vợ cũng phải cho chồng 100.000 để mua thuốc ăn chứ. Chồng ở nhà có cái gì để ăn đâu. Này, à mà thôi, tí nữa tao gói thịt ở bên đám cưới về cho. Đúng là đang định đợi nó đi gọi mấy thằng kia ra làm tí. Mất hết thứ rồi. Từ từ tao bỏ này đó. Gì đấy? Bỏ xuống đi. Ôi trời. Ngô này cũng gần khô rồi đấy. Phơi tí nữa là được rồi. Nhưng mà bây giờ trời chưa nắng thì từ từ hát phơi. Tí nữa là mưa thì khổ ra. Biết rồi, thôi đi đám cưới thì đi đi. Tí nữa nhớ rằng cái chỗ quần áo ta để bên kia nhá. Rồi quần áo tí vợ đi ấy đi đám cưới về giặt cũng được mà. Tí giặt đi trời đã khô luôn. Đấy. Nhà cửa thế này tí không biết quét thì tao về tao cho một trận. Thế nhỉ? Thôi được, thế vợ đi đám cưới đi. Mày đẹp thế, mua ở đâu ấy? Đẹp không? Tao mua ngoài thị trấn đấy. Mày mua bao tiền? 1,2 triệu thôi mà. Đắt thế, tưởng rẻ tao mua một cái. Thì tiền nào của đấy mà mày. Mày đi mua lại rẻ rẻ thì làm gì có cái nào đẹp. Thôi đi đi. Lô! Hùng đấy, mày đứa điên à? À, đang bảo là con vợ tao với vợ Thành nó đi rủ nhau đi đám cưới thôi. Xem bố trí anh em làm tí. Làm tí á? Ờ. Ờ, được. Thế luôn được ngay à? Ừ, ra luôn đi nhá. Tí bọn nó đám cưới thì mình cũng không được chơi đấy. Ờ, thế thế nhá. Ừ.
sao ấy, biết ở nhà té ngô cơ. Thì vợ ta không ở nhà, ta phải làm chứ, ai được sướng như chúng mày đâu. Ê mà lúc nào ông tô mồm ở nhà có nóc. Đấy, cái này thì cái này nóc thằng này bị rột rồi. Và hôm nay hai thằng làm gì mà rảnh ra đây chơi đấy? Đang bảo làm tí. Tiền của tao bị vợ tao thu man đi hết rồi. Tao không có tiền đâu, vợ mày có thì cho tao vay. Vay việc gì? Vay chả lắm mẹ. Nói chung là đánh bạc vay chẳng muốn đánh đâu. Thì vay xong vợ tao về tao lấy được tiền thì tao cần tao trả, có cái gì đâu. Ôi, nhà có gà quế gì thì bán vài con. À đúng rồi đấy. Xem có gà vịt gì ở đây ngan kìa. Nhà thì có nhưng mà bây giờ bắt thì man đi bán cho ai? Thì bán cho bọn tao luôn. Mà mày lấy không? Lúc nào thằng tí mày cứ bắt về xong là thằng nào thắng được nhiều tiền thì lấy con ngan của mày. Ừ, thế bắt để bán cho hai thằng mày luôn nhá. Ờ. Ừ, luôn. Thế thì bắt luôn. Luôn vâng em. Được hay chưa? Úi con ngan này to đấy. Con này tao phải bán 500-600 nghìn đấy con này. Được. À. Rồi, buộc vào đây. Đấy phải ngon không? Thấy rồi mày, hồi tao lấy cái lồng kia ra. Ờ. Ê, nặng thế nhỉ? Đấy. Đây. Ờ đây. Bữa ngon đấy. Kiểu này chơi nó sướng hiểu không? Không có tiền là chơi bài này thôi. Đấy, hôm nào mà đi nhà tao, tao hô tiền tao chơi bài này mày. Úi xôi hôn. Đem hả chơi nhỉ? Anh xin chú. Bao nhiêu? Mấy tan chín của anh là bỏ cái tay này bao nhiêu mà căng thi. Anh chà, mẹ thằng này đỏ thế nhở, đẹp thế nhỉ bạn. Thôi được rồi, được bằng chơi được một tí. Thôi bây giờ mày lấy con ngan hay là tao lấy con ngan? Mày làm gì biết ăn ngan, tao trả mày 300 rồi tao lấy con ngan tao xách về này. Ok con cho tao nợ thôi mà chơi tiếp đi. Đấy, không không cần tí nữa tao bắt thêm một con nữa. Thôi, thôi. Bắt về đây thôi, từ mà cũng muộn rồi, bây giờ tí sợ vợ mày về vỡ mồm. Nhà nó không có nóc thì thôi, còn con ngan hôm nào chơi bán hết á. Hôm nào nhà mày nóc của mày thật chắc thì tao mới cho mày mượn. Bây giờ mày toàn cho con gái làm nóc, tôi không tin được. Thế đây là tao về nhanh đi, không tí vợ tao về, vợ tao còn nhìn thấy chúng mày xách con ngan về đấy. Ôi ôi đừng thế. Ờ, các cái mâm đi nhá. Đang ở nhà cũng bị hai thằng ra gặm bất tiền. Thế được con ngan rồi béo rồi. Thôi đi đi đi. Ngon nhỉ, tự dưng được con ngan. Đấy, hay là khả năng là mày bán cho tao đi. Thì bán cái gì để được cười. Bởi vì giờ vợ tao đang có chửa ấy, thì tao mang về tẩm bổ cho vợ tao luôn. Bán cho tao cũng được mà, có gì đâu. Đấy, tao trả tiền luôn đây. 6 lít. Đây. 6 lít à? 500 thôi. 6 lít. Cơ. Đi. À, vậy là mày về tao tẩm bổ cho vợ tao rồi. Làm thế nào bây giờ? Mình sợ cái gì, mình mất tiền chứ không phải trộm ăn cắp mình. Bọn anh lấy ngan đâu về? À, anh mua ở trên kia mày á. Em đi đám cưới về rồi à? Đúng rồi, em đi đám cưới về. Ờ, à, thôi đây, mình... Quái lạ, sao giống ngan nhà mình thế nhở? Đi đám cưới về rồi à? Con ngan được nhà mình đi đâu rồi? Sao lại hỏi chồng? Chồng có biết đâu? Mày ở nhà không hỏi mày thì hỏi ai? Hay là mày lại mang đi đánh bạc thua hai thằng kia rồi phải không? Phải không? Đã bảo không biết rồi. Ta vừa mới thấy hai thằng kia xách ngan qua ngõ nhà mình, mày còn cãi à? Mày đi lấy ngan về trả cho tao ngay. Mày mà không đi lấy ngan về trả cho tao, tao không để yên cho mày đâu. Đi luôn đi, còn ngồi đấy à? Tao đi đám cưới có một tí thôi mà, ở nhà dám lấy con ngan của tao đánh bạc à? Láo quá rồi. Vợ ơi, vợ đi đám cưới về rồi à? Đi đâu về mà ôm con ngan thế kia đấy? Thì cho mua về tẩm bổ cho vợ mà. Sao con to thế, lấy tiền đâu ra mà mua?
Thì chỗ thằng bạn ấy nó vừa bán vừa cho, nó bảo là mang về tẩm bổ cho vợ mày đi. Thôi rồi nhà. Đi vào nhà bổ đi. Lấy dao với lại mát ra đây mổ đi. Nhanh nhá. Rồi. Nhanh đi vô ơi. Dao sắc chưa? Sắc rồi. Được. Ơ, mà đây cứ cày với tao luôn. Ui. Đây này. Thật, từ mày nghe tao nói nè. Là sao ấy? Mày cho tao xin lại con Ngang đi, vợ tao về đến nhà vợ tao chửi quá. Điên à, 500 nghìn đây thì nào là xin lại là thế nào? Thì hôm nào vợ tao cho tiền tao thì tao mang trả cho mày sao? Bây giờ tao mà không lấy được Ngang về, vợ tao đuổi tao ra khỏi nhà luôn ấy. Thế này là thế nào đấy? Thôi cho tao xin, hôm nào tao trả tiền cho mày sao? Tao về nhá. Mẹ bẩn hết cả người tao. Thế này là thế nào? Thì Thành với Hải nãy nó rủ chồng đi chơi một tí, xong chồng đi chơi được con Ngang về đây. À, thế mà tao cứ tưởng mày thương tao, mày mua về tẩm bổ cho tao. Hóa ra con Ngang đấy là con Ngang cờ bạc à? Tao giao việc cho mày, mày đã làm cho mày đi chơi như thế. Thì bây giờ chồng làm. Láo nhở, dạo này còn biết chỗ tao đi đánh cờ bạc cả ngày như thế này đấy. Đi vào nhà làm việc. Vâng, vâng, vâng. Ơ, vợ đi đâu đấy? Đây đi đâu kể tao. Vợ đừng có mà đi chửi người ta nhá, chửi thì chỉ trong mình thôi. Em bảo này, nhà anh giàu, anh lắm tiền, anh thích chơi gì thì chơi, đừng bao giờ rủ chồng em chơi nữa. Lần sau em mà còn biết là bọn anh rủ chồng em chơi ấy, em báo công an đấy. Em nói gì nói cho đúng vào nhá. Có phải anh rủ đâu, toàn chồng em với thằng Hải nó rủ anh ấy chứ. Vớ vẩn. Có chuyện gì đấy? Hoa, mày xem thế nào mày bảo chồng mày một câu đi. Chứ cứ để chúng nó suốt ngày cờ bạc như thế này thì có ngày bán nhà đi còn không đủ trả nợ đấy. Thế mày thấy gì cho? Tao bảo mày không nghe, mày để hàng xóm người ta đến tận nhà chửi mày như thế đấy. Mày không biết xấu hổ à? Thôi mày bảo cho mày đi nhá, tao đi về đây. Thôi mày cứ đi về đi, hôm nào biết bọn nó chơi ở đâu thì ra đây bảo tao. Tao với mày đi cho bọn nó một trận. Đấy, đẹp mặt chưa? Để người ta ra tận nhà chửi như thế. Mày nổi tiếng hết cả cái làng này rồi đấy Hùng ạ. Giờ tao xem là còn dám vắt cái mặt này ra ngoài đường nữa không. Làm nhanh còn vào nấu cơm. Tao có biết đâu, đang xem đây này. Thôi, mày có biết gì về xe đâu mà xem. Thế mày im mồm đi để tao sửa. Mày lên chơi quán kia đây, để người ta xem cho. Xem tí nữa nó hỏng thêm. Thôi thôi, tao sắp sửa được rồi đây này. À, mày hỏng chỗ này à? Cứ làm thế này bao giờ mới giàu được nhỉ? Chán thế. À, hay là gọi hai thằng kia lên làm tí nhỉ? Đúng rồi. Alo. Dạo này làm gì rồi? Thì tao quanh quần ở nhà thôi. Lâu quá không gặp làm tí nhỉ? Ngứa tay quá. Nhưng mà không biết là có xin được vợ tao đi không? Thì mày bảo ý vợ mày là lên giúp tao làm cái gì đấy? Mà lên trên nương nhà tao nhá, không phải ở nhà tao đâu, không dám chơi ở nhà nữa đâu bây giờ ấy. Vãi, chơi hẳn trên nương á? Lên trên mảnh nương của nhà tao nhá. Mày có cầm tiền theo không đấy? Sáng nay tao đi tao chuẩn bị hết rồi. Mà gọi thằng Hải nữa nhá. Rồi. Cứ biết thế, có gì tao điện nhá. Nhá, vừa tay lắm rồi. Thế sao nào, suốt ngày đi làm nương thế này, bao giờ mới giàu? Ơi, cái gì đấy? Thằng Thành nó gọi, nó bảo là sang giúp nó sửa cái chuồng lợn. Phải không đây? Hay là chúng mày lại rủ nhau đi đánh cờ bạc? Điên à, lâu lắm rồi chồng có chơi cờ bạc gì đâu mà vớ vẩn. Giờ chuồng lợn nó hỏng, nó nhờ đi chẳng nhẽ mình không đi. Cứ sống như mày có ngày mất anh em. Thôi, đi đi. Nhưng mà tí đi là làm xong là phải về luôn nhá. Không để đấy ăn cơm uống rượu xong lại say rượu là đánh cờ bạc đâu. Biết rồi.
chậm thế? Ơ, xuống đây. Đây đâu ấy? Anh em mình sang ngồi bên kia nhỉ? Đây gần đường quá. Thôi đi. Trời mẹ ở đây được mà. Đây đi. Gần lắm, tí nữa biết đâu vợ với tao lên đây xem thì... Lên xem ta làm như nào thì... Ngồi đây thôi nhỉ? Đây, ngồi đây thôi. Bài thơ. Con này có bảo đánh cái tối luôn. Vợ mày còn lâu mới biết được. Nóng quá. Hôm trước vợ mày mẹ đến tận nhà tao nói xấu hổ quá mày ạ. Vợ tao sang nhà mày nữa à? Sang nhà tao chửi tao ầm làm vợ tao tí nữa đuổi tao ra khỏi nhà kìa. Ôi kệ nó, tao đã bảo là không được sang nói rồi. Mất rồi. Lần sau đừng có chơi bài đấy nhá. Mẹ ngan mang đến cho người ta còn đến tận nhà tao đòi. Ai ở đây? Tao có một điểm thôi. Này, 4 này. Sao nó đi lâu thế chưa về nhỉ? Chả biết nó có về nhà ăn cơm không? Nó chửi họ đi. Đây đủ nhá. À, vợ mày gọi đấy. Thôi kệ nó đi. Thôi kệ nó, chơi đi, chơi đi. Nó làm gì mà không nghe ấy nhỉ? Lần này mày thử không nghe xem, mày chết với tao. Phiền thế, vợ mày lại gọi kìa, tắt mẹ máy đi. Ôi, anh em chơi với nhau toàn không gọi thế này. Con ngan già này gọi lắm thế nhỉ? Ui, tao lo lắm, tao sợ tí nó lại sang nhà mày, nó lên lại... Ôi, tắt máy đi, tắt nguồn đi, là nó không gọi được là nó không biết đâu mà. Máy bay nhá. Ừ, máy bay đi. Trời ơi, đừng gọi nữa nhá. Máy bay rồi, mày gọi đi. À, mày còn dám thuê vào với tao à? Chứ chúng mày lại làm cái gì mà ám rồi? Mày đợi đấy! Bông ơi! Thế bảo nhà mày sửa chỗ lợn cơ mà? Sửa xong rồi à? Sửa chỗ lợn gì ở đây? Có hỏng đâu mà sửa! Ồ, thế không phải chỗ lợn nhà mày bị hỏng à? Không, có hỏng gì đâu. Ai bảo với mày là chuồng lợn nhà ta bị hỏng ấy? Thì sáng nay chồng mày gọi chồng tao bảo sang giúp nhà mày sửa chuồng lợn mà. Mày có nhận gì không đấy? Chồng ta đi nương từ sáng rồi mà. Thế thì chết rồi. Chắc bọn nó rủ nhau lên núi đánh cờ bạc rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Bây giờ tao với mày lên trên núi tìm bọn nó thôi. Đi. Mày từ từ đã, để tao đi lấy xe đã. Mày biết đi xe không? Có. Để tao đi lấy xe đã. Tao lấy rồi. Chúng mày ngồi nhá, tao đi vệ sinh nha. Vệ sinh này đổ thế nhở? Nhanh nha. Cứ chơi đi nha, tao đi vệ sinh. Cho tao một tờ. Này. Giải đen phan. Ê, hai anh em thì làm... 2.000 cũng trổ. Còn mấy hai anh em là phát hai tờ xem nào nha. Ô mày ơi, xe của chúng ta này. Xe của chúng mày à? Đúng rồi, xe của nó rồi. Ơ, cái kia là điều của chúng ta mà. Thế chắc bọn nó đánh ở dưới này rồi. Thôi xuống, xuống. Không? Nói thôi nhỏ. À, thằng này mày làm gì đấy kìa? Anh luôn. Mày chạy đi đâu á? Đúng mày. Mày đi này đó. Sửa chỗ lợn cái này hả? Làm gì đây? Mày bảo mày đi làm nương cơ mà. Mày láo mày thật đấy. Chúng mày làm gì đây hả? Đánh ha? Chết luôn hả? Mày thích chơi hả? Mày thích chết à? Mày. Ôi. Đi về nhà. Chúng mày về nhà tao không lấy nữa. Đi về. Đi về. Thôi mà vợ. Mày. Lấy gì mày vứt đây không lấy nữa. Trốn tận đây. Đánh bạc à? Mày. Nó để ngã rồi. Càng ngày càng lắm này. Làm mày vì nhà mày khi biết. Mấy mà ngày xưa mình còn bỏ vợ không thì chắc là chết như bọn này rồi. Mày ra chỗ ta đi. Tao đã bảo bao nhiêu
lên. Xuống xe phải chạy nhá. Xuống ở đây. Mày đấy, mày cứ thế này cho mày xuống một mình, mày chưa biết. Bỏ ra, chồng không chơi nữa. Cái nhà này là của mày, tất cả là của mày. Mày thích làm gì thì làm, bây giờ tao không thèm nói. Tao đi sang bên đấy. Đằng nào bây giờ tao cũng sắp đẻ rồi, tao đi bên đấy đẻ. Tao khác một mình nuôi con. Tao không nuôi được bố mẹ, tao nuôi cho. Ôi. Bỏ ra. Đồ cờ bạc, nói không bao giờ nghe. Quá láo rồi. Không nói ạ. Đi ra. Đi vào nhà, với cái nhà của mày đi. Bây giờ mày làm gì, mày thích làm gì thì làm. Tao không bao giờ nói. Mày. Thôi, đi đây nhá. Đưa đây. Thôi. Đưa tao. Chồng cũng chơi nữa là được mà. Đưa chìa khóa cho tao. Nói có bao giờ nghe đâu. Hứa lần này đến lần khác. Bảo không đi rồi. Chồng cũng nói chơi rồi. Ở thế đi, cứ ở thế một mình đi. Thích thế thì ở một mình đi. Tao đi rồi. Không bao giờ ở với một thằng như mày nữa. Mày cút đi đi. Cút đi, tao không cho mày ở cái nhà này nữa. Tao nói cho mày biết nhá. Miếng đất và cái nhà này là của bố mẹ tao cho tao. Mày cút về. Bố mẹ mày đi. Tao không cho mày ở đâu, tao không thích nghe lời xin lỗi nữa. Mày cút đi đi. Mày mà không đi là tao đánh mày luôn. Ôi, tao chồng xin lỗi mà, chồng không biết thế nữa. Đi đi. Tao không lấy cái này mày làm chồng nữa đâu.